Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được chào mừng tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, một kênh thông tin rất hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người công nhận, tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Bính Thân họ sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ còn có được một con mắt rất tinh tường, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Và nhờ vào sự tinh tế tinh tường ấy mà những người tuổi Bính Thân dễ dàng hiểu thấu được ở những tâm tư, những nỗi niềm thầm kín của người khác và từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Bính Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó không làm cho những gia chủ tuổi Bính Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ tuổi Bính Thân dễ dàng vượt qua được những thử thách và khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 2 âm lịch là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Bính Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thân, sinh năm 1956 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức là lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ, che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên thường có mối quan hệ không được tốt đẹp với đồng nghiệp. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được thành công. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tháng này, người tuổi Thân sinh năm 1956 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc diễn ra suôn sẻ, song bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến các chi tiết để phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao của mình. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần phải hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thân cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, người tuổi Bính Thân bước sang tuổi 66. Ở độ tuổi này có thể an nhàn hưởng lương hưu, nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong tháng gia chủ không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này.
Trong tháng vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy thuận lợi về khả quan. Tuy nhiên, nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp và kiện tụng, kẻo sẽ nhận được phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng Quý Mão, tài vận của gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 khá hanh thông, bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú có thể tham gia, rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần phải chú ý. Vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe khá tốt, không tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Các quý gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi có thể gây phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình. Bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim, Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hòa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Bính Thân 1956 trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc cho quý vị chúng ta sẽ luôn có được thành công, may mắn và bình an.